Bloomberg dẫn số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho hay, doanh số bán iPhone 15 ở Trung Quốc đã giảm 4,5% so với iPhone 14 sau 17 ngày đầu tiên mở bán. Trong khi đó, các nhà phân tích cũng cho biết, doanh số bán iPhone 15 ở quốc gia tỷ dân thậm chí còn giảm với tỷ lệ hai chữ số so với phiên bản tiền nhiệm sau khi Huawei, đối thủ lớn của Apple tại Trung Quốc, ra mắt mẫu điện thoại cao cấp Mate 60 Pro. Ước tính ban đầu đây là một trong những màn ra mắt tồi tệ nhất của iPhone tại Trung Quốc kể từ năm 2018, khi những nhà sản xuất nội địa Trung Quốc như Oppo và Vivo bắt đầu thu hút người tiêu dùng châu Á. Hai báo cáo mới nhất được xem là một đòn giáng mạnh vào Apple ở thời điểm táo khuyết đang phải vật lộn với nhu cầu điện thoại thông minh yếu nhất trong một thập kỷ. Bên cạnh đó là những phản ứng mạnh mẽ của người dùng rằng các mẫu máy mới quá nóng point đánh giá, người dùng Trung Quốc không mấy mặn mà với iPhone 15, chủ yếu là do nền kinh tế đang vật lộn để phục hồi sau đại dịch. Trong chiều ngược lại, tại Mỹ, iPhone 15 có thể đạt mức tăng hai con số so với năm 2022 trong 9 ngày đầu tiên bán ra. Tuy vậy, các chuyên gia nhận định việc iPhone 15 mở bán vài tuần sau màn ra mắt ấn tượng của Mate 60 Pro cũng nên được xem là một nguyên nhân chính. Mẫu máy mới được xem là một nỗ lực vượt bậc của Huawei trước những lệnh trừng phạt của Mỹ theo một số chuyên trang công nghệ, sau khi mổ xẻ chiếc điện thoại mới nhất của Huawei là Mate 60 Pro cho thấy, mẫu điện thoại flagship này được trang bị con chip xử lý Kiri 9000S do Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn quốc tế SMIC sản xuất tại Trung Quốc. Nhận định về thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, các nhà phân tích có khá nhiều quan điểm trái chiều. Với một số người, sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của Huawei có thể làm sói mòn sự thống trị của Apple trên thị trường cao cấp. Counterpoint ước tính Huawei có thể bán được 5 đến 6 triệu chiếc Mate 60 Pro trong năm nay. Các nhà phân tích cũng dự đoán mức tăng có thể chạm mốc hai con số vào năm 2024. Huawei hiện đã chiếm vị trí dẫn đầu thị trường từ tay Apple.